Sau khi chia tay Orlando Bloom, Miranda Kerr liên tục dính tin đồn hẹn hò với những người đàn ông thành đạt. Mới đây nhất, cô lại trở thành đề tài hot khi bị đồn đoán là đang cặp kè với nam diễn viên Mission Impossible Tom Cruise. Theo một nguồn tin chia sẻ với tờ tạp chí New Idea, thì Miranda Kerr và Tom Cruise thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau vào lúc nửa đêm. Thậm chí họ còn bí mật gặp gỡ nhau mỗi khi Miranda đến London. Trước đó, hồi tháng 8, siêu mẫu Miranda Kerr bị bắt gặp hẹn hò với tỷ phú người Australia James Packer trên du thuyền tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau kỳ nghỉ với Packer, phóng viên bắt gặp Miranda Kerr và cậu con trai Flynn đi ăn với ông trùm bất động sản Mỹ Steve Irwin tại bãi biển Malibu, bang California, Mỹ vào cuối tháng 10 vừa qua. Vậy là sau khi chia tay nhau, vợ chồng Miranda Kerr và Orlando Bloom tranh nhau cặp kè với tình mới. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn luôn chứng tỏ mình là những ông bố bà mẹ có trách nhiệm với cậu con trai Flynn.